Đúng rồi, thì lần nào là lần mà kiểu fucking wild shit, oh man. Không, không nói từ tồi tệ mà có nghĩa là nó over nhất mà anh sẽ bị dẹp lại vô cùng ấy. Thì lúc anh ở bên Mỹ thì anh có quen một cô gái này, người Việt hay người gì? Người à, không phải người Việt mà là người người gốc Phi á. Thì mông to mày. Mông anh thích mông nên nên đó là lý do tại sao anh cho. Anh em mình chung gu nhé. Anh em mình chung gu các bạn ơi. Ở Việt Nam hầu hết người ta thích ngực anh thì không sao nhỉ? Rõ ràng mông là sexy rất là nhiều. Ok, câu chuyện về bạn Phi mông to nè. Thì có nghĩa là mọi thứ đều rất là tốt đẹp thôi, mọi thứ đều rất là vui thôi, nhưng mà anh có cảm giác như anh mình không có kết nối được ở cái mức độ nó sâu xa hơn bằng lời nói được. Với lại cái văn hóa nó cũng khác nhau á. Thì anh mới anh gặp một cô gái người Việt và anh tiến tới với cô gái người Việt đó. Thì cái bạn này biết được, oh shit, she go crazy, she blow up, là nhắn tin cho anh kêu, you know, fuck that Vietnamese bitch, you know, tới chỗ anh làm, rồi muốn đánh bạn gái người Việt của anh nữa. À, là anh với bạn làm là chung chỗ? Không phải làm chung một chỗ, nhưng mà tới chỗ anh làm, xong rồi quậy mọi thứ lên hết luôn. Đập phá? Không có đập phá, nhưng mà chửi rất là nhiều, chửi anh, gào. Chửi bạn gái mới của anh. Nhưng mà anh cũng không biết làm sao hết. Có bảo vệ ra. Mang bạn gái đó đi. Lúc đó anh cũng hơi rối, anh cũng không biết giải quyết cái tình huống ra sao hết. Bạn gái anh nói Việt, anh có sợ không anh? Sợ. đến bây giờ có bao giờ anh đếm là mình đã có bao nhiêu mối tình và bao nhiêu mối quan hệ là nghiêm túc không? Em sẵn sàng chia sẻ nếu như mà anh cảm thấy thoải mái. Thì anh muốn nghe em trước thì. Nếu như mà để mà nghiêm túc ấy, để tị gọi là anh hiểu định nghĩa nghiêm túc mà đúng không? Thì là một trong 10, trong 12 năm. Nhưng mà nếu gọi là mình không có định nghĩa cho cái bên còn lại đúng không? Okay. Đến ngày hôm nay chắc khoảng trên 10, chắc khoảng 15 gì đấy. Wow, 15 mối tình nghiêm túc. Không, mối nghiêm túc là một, anh lại lái thế là chết. Mối quan hệ nghiêm túc là một, cái không định nghĩa được thì khoảng 15. Cho đến ngày hôm nay. Nếu em thấy khó chịu về việc là anh cứ nhìn vào ngực em thì cứ việc quay mặt đi, anh cũng thích mông. Là cái câu này ý nghĩa của nó là gì anh? Là em có quay vào anh hay là quay đi thì anh cũng nhìn được em đúng không? Đúng rồi em. Thì em cũng thích mông mà đúng không? Mông. Yeah. Thì anh lúc nào anh cũng để người con gái đi bên cạnh mình, đi trước mình. Ui, thề ông phải giống mình, có mấy cái giống mình vãi. Không bao giờ mình đi trước người con gái. Đúng, chính xác. Nó có hai lý do. Thì lý do thứ nhất là mình đi ở sau cô, mình đi ở sau họ thì họ sẽ không có cảm giác mà họ đi theo một người đàn ông. Và anh nghĩ là nó sẽ cảm giác nó sẽ an toàn hơn. An toàn hơn. Và cái thứ hai thì anh nghĩ em nhất là lúc đi lên cầu thang. Và đặc biệt là bạn nào mà có cái lối đi mà mặc mấy cái váy mà lụa hay là gì ấy, váy suôn dài xuống chân ấy, nó lắc cho kiểu giống như là trong gió vậy. Câu ba câu theo cảm xúc của anh thật ra được không anh? Nói và cứ nói, nhạc anh mở lên tụi nó nhảy và cứ nhảy. Oh shit. Ghét và cứ ghét mà anh ghét on the beat cổ tụi nó và cứ gãy. Có nói là gái miền Bắc chiều chồng lắm. Anh có được trải nghiệm cái được rồi em, nhưng mà với được cái, rồi, với cái chức vị chồng thì chưa. Có cái góc này chưa trải nghiệm không anh? Với cái chức vị chồng để được chiều như chồng á thì chưa. Nhưng mà con gái miền Bắc thì anh rất là thích. Năm vừa học xong lớp 12 là anh qua Úc. Anh qua Úc? Qua Melbourne được 4 năm xong rồi qua Mỹ. Anh có bị sốc văn hóa không anh? Cái này là dành cho những bạn đang ở nước ngoài hay là mới đi du học, anh có bị... Em, có chứ. Nhớ lúc những năm đầu đi qua đó, nhớ nhà lắm. Mà đó là anh đã không ở gần gia đình mà anh đã có cảm giác nhớ như vậy. Mình nhớ cái âm thanh, những cái âm thanh của cái thành phố mà nơi mà mình lớn lên á. Mình nhớ những cái món ăn. Rồi chưa bao giờ mình thấy nhớ gia đình như vậy. Anh không muốn bao giờ anh nghĩ mà mình phải nhớ gia đình như vậy.
Nhưng mà qua đó thì mới cảm thấy nó mọi thứ nó không có gần gũi giống như ở đây, nên nó cũng mất vài năm để cho anh làm quen được.